vượt qua hàng ngàn doanh nghiệp để lọt vào top doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh việt nam vừa qua tại hà nội tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam petro việt nam và một số công ty thành viên như pvcfc BDPOC, pvgas pvchans pvfcco pvep được vinh danh về thành tích xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội bao năm qua dù thị trường nhiều biến động thăng trầm petro việt nam vẫn là lá cờ đầu thi đua sáng tạo và sản xuất đóng góp lớn vào nền kinh tế nước nhà và không ngừng nỗ lực đồng hành công tác xã hội mục tiêu lợi nhuận không tách rời khỏi thúc đẩy đời sống người lao động và cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn các giá trị cốt lõi được kiến tạo và bồi đáp xuyên suốt lịch sử phát triển của petro việt nam là khát vọng tiên phong bản lĩnh nghĩa tình cùng với những giá trị đó việc phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa chính là mấu chốt của chiến lược phát triển bền vững của petro việt nam chính bản sắc văn hóa đó là liều vaccine mạnh mẽ giúp petro việt nam vượt qua khó khăn thách thức trong những thời gian qua đóng góp và thành tích chung của petro việt nam phải kể đến các đơn vị thành viên tiêu biểu như công ty cổ phần phân bón dầu khí cà mau pvcfc được tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp chi nhánh tập đoàn dầu khí việt nam công ty điều hành dầu khí biển đông biển đông poc được tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm xã hội